ra nhờ tí ti. Có gì nói luôn ở đây đi. Đây là Tuấn Long của xí nghiệp, hỗ trợ nhân viên khó khăn. Thay mặt xí nghiệp, chúc ông em trộm vía hoa khỏe. Không từ chối. Mọi người làm thế em ngại lắm. Em mới vào làm chưa được bao lâu, không được đâu. Ôi giời, ngại cái gì. Mới nhưng mà em đặc biệt. Cũ hay mới cũng là người của Ngọc Vân. Đừng phụ lòng mọi người, nhất là anh. Yên tâm đi, tôi sẽ tìm cách giải thoát cho cậu. Mặt em thầm, được chưa? Anh đấy, có chuyện gì đấy? Em mang cháo cho ông, tiện thể mua ít bánh cho anh. Anh ra ngoài nhận được không? Sao cơ? Em đang công ty anh á. Bảo cô ấy về đi. Thế để em mang vào cho anh. Anh thấy em rồi, đừng lấy đi, để anh ra. Đợi tôi một lát. Sơn ca ơi, Sơn ca.